đội nhóm y năng lượng lắm, bốc đồng lắm. Thích một phát là đăng ký một quả thẻ tập gym, tập yoga mấy chục triệu, không tập được 3 buổi nghỉ. Rất là thích một công việc mới, rất là thích một môi trường mới. Vào làm vài hôm, anh ơi em không hợp, nghỉ. Rất là thích để theo đuổi những cái mục tiêu, ví dụ như là làm đẹp, tập luyện mà không hài lòng, không có động lực, nghỉ, lười, nghỉ. Với nhóm Y này, nào nhóm Y nào năng lượng, nào truyền cảm hứng lên mạnh mẽ, nào bùng nổ lên, nào rồi nghe về 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 ưu điểm nhược điểm của nhóm mình đây mà sửa này. Rồi ưu điểm đầu tiên của đội nhóm Y ấy, là cái năng lượng họ rất là cao. Có một người nhóm Y trong đội nhóm ấy là đội nhóm lúc nào cũng vui. Ở nhà mà có vợ có chồng nhóm Y là có tiếng cười suốt ngày rồi, cười suốt rồi vui vẻ, nhìn có vẻ hạnh phúc lắm. Mà hạnh phúc thật, đội này luôn vui vẻ mà, vui vẻ lạc quan. Ưu điểm nữa là vui vẻ lạc quan, dễ vượt qua nỗi buồn. Hôm nay có thể là chia tay người yêu khóc như mưa, ngày mai ra quán trà sữa uống trà sữa không cười bình thường luôn như chưa có gì xảy ra. Rất nhanh để vượt qua mọi thứ. Hôm nay vừa dọa chết xong ngày mai lại coi như là chưa có chuyện gì luôn. Rồi một cái ưu điểm nữa đấy là họ có khả năng giúp người khác thay đổi. Họ là những cái người mà nhiều ý tưởng, sáng tạo, linh hoạt. Đấy, đưa họ vào trong những cái công việc mà cần cái khả năng ứng biến là làm rất là tốt. Ưu điểm thế nhưng mà cũng có những cái nhược điểm, cũng có những cái nhược điểm lớn, cũng rất nhiều nhiều nhược điểm. Mà sửa được cái này thì đội nhóm Y trở thành cái biểu tượng để người khác, trở thành những cái tấm gương để người khác noi theo, truyền cảm hứng cho người khác. Rồi nhá, nhóm Y nghe kỹ để sửa đây này. Cái nhược điểm đầu tiên ấy, đấy là họ nói quá nhiều về họ, nói quá nhiều về bản thân, rất thích nói và cứ rất thích nói về bản thân. Rồi cái nhược điểm thứ hai đấy là lan man, hay nói các cái câu chuyện lan man. Ví dụ gọi lên hỏi là em học được cái điều gì từ cái chương trình này thì họ sẽ bảo là em rất là thích anh Đức, kiểu kiểu thế. Hay có những cái câu chuyện mà nó không đúng vào 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 mục tiêu, vào câu hỏi. Rồi một cái nhược điểm nữa đấy là họ dễ nhảy việc, dễ nhảy việc. Thì làm xong một thời gian mà thấy cái chỗ ấy nó không còn vui nữa, không còn gì mới lạ, không còn gì hấp dẫn nữa là auto là lượn sang chỗ khác. Đấy nên nếu như mà các bạn mà muốn giữ được những cái người nhóm Y ở trong hệ thống, trong công ty của mình, hay kể cả là giữ cái người nhóm Y trong gia đình của mình, thì luôn phải tạo ra những cái không khí tươi vui, vui vẻ. Còn nếu là cứ buồn, cứ chán, cứ năng lượng kém là họ sẽ lượn đi chỗ khác. Lúc ấy tiền cũng không giữ được, tiền cũng không quan trọng. Đội này nó vui, thích vui là chính, tiền là một phần thôi. Rồi đội nhóm Y này cũng rất là sợ làm việc theo quy trình, sợ làm việc với con số, không thích những cái công việc bị giới hạn. Nên nếu như mà cứ bắt là báo cáo là em ơi hôm nay em phải làm cái gì, là làm xong là họ sẽ kêu công việc áp lực lắm, không thích báo cáo, không thích quy trình, không thích con số gì. Đấy, không thích những công việc bị giới hạn về không gian, về thời gian. Nếu như mình có những cái bạn làm marketing rất là sáng tạo mà chúng ta cứ quy định quy chuẩn là nhá, là em phải đến công ty này, rồi em phải chấm công từ giờ này đến giờ này này, là họ cảm thấy bó buộc, gò bó. Một nhược điểm tiếp theo đấy là họ hay bốc đồng, làm việc không có kế hoạch, cứ thích thì làm. Bốc đồng, làm việc không có kế hoạch hay thay đổi ý kiến. Ví dụ như bà cụ thân sinh ra Đức này là điển hình của nhóm Y. Hôm trước vừa mới bảo con em gái Đức là xem là để lên cái kế hoạch đi du lịch Trung Quốc. Để bắt nó là tìm hiểu kỹ xem là đi Trung Quốc thì đi tour nào, đi tham quan ở những đâu. Đấy, rồi bắt làm hộ chiếu, hộ chiếc. Đấy, xong rồi được mấy hôm sau lại bảo thôi không đi nữa, thôi đi du lịch trong nước rồi, để Trung Quốc rồi năm sau rồi tính. Cứ thay đổi liên tục. Rồi một cái nhược điểm nữa cũng lớn của cái đội nhóm Y đấy là hời hợt. Suốt ngày họ chỉ quan tâm về bản thân họ là nhiều. Đấy, họ quan tâm những cái câu chuyện của họ, quan tâm đến cái vẻ bề ngoài của họ. Đấy, và họ rất là năng lượng để cười nói, để tỏa ra bên ngoài. Thì bên trong họ không được sâu sắc, nên là họ hời hợt. Đấy, nhiều khi là hai bạn chơi với nhau rất là thân. Đấy, mình có một cái người bạn nhóm Y rất là thân. Đấy, cảm giác là nói chuyện với nhau, gặp nhau vui vẻ lắm, anh em thân tình lắm. Nhưng mà hỏi mình sinh nhật ngày bao nhiêu có khi nó không biết. Hỏi mình thích ăn món gì có khi nó không biết luôn. Đấy thì cái đội nhóm Y là nó hơi bị nông ở cái đoạn đấy. Hơi hời hợt cái đoạn đấy. Rồi một cái nhược điểm nữa cũng chí mạng của đội nhóm Y, như đội nhóm D là vô tâm vô cảm, còn đội nhóm Y là vô tổ chức vô kỷ luật, hay đến muộn, hay làm sai deadline, hay làm sai hướng dẫn, làm sai quy trình. Ví dụ trong cái khóa code, Đức có cái khóa code 28 ngày ấy, code về DISC để rèn luyện cho các bạn ấy, thì cái nhóm đấy là cứ phải dậy trước 6 giờ, xong là vào Zoom, xong là có các bạn làm MC. Thì cứ cái hôm nào mà giao cho đội nhóm Y làm MC này là y như rằng là sẽ bị cháy chương trình, sẽ bị quá thời gian. Là mình đưa cho họ một cái kịch bản ấy, bảo là làm theo bước này nha, từ 2 phút đến 5 phút là làm cái việc này, rồi từ 5 phút đến 10 phút là làm cái việc này. Nhưng mà kiểu gì là họ cũng nói thêm, cũng chia sẻ thêm, cũng thêm thắt các ý vào để cho nó dài ra, không không đúng quy trình.
Thế đấy, đội nhóm Y mà để ý để sửa được cái này thì tốt. Rồi một cái nhược điểm nữa của đội nhóm Y đấy là không giữ được bí mật. Đấy, ví dụ như là mẹ Đức là mình mà có lỡ nhé, gọi là lỡ mồm ấy, kể cho bà cái câu chuyện gì thôi, một cái bí mật gì thôi là hôm sau là cả xóm biết luôn. Họ hàng là gọi lên hỏi là thế cái chuyện đấy nó như nào luôn. Nhưng lúc nào cũng là nhá, có cái bí mật này chị kể cho mày, mày đừng kể cho ai nhé. Đi nói với 10 người như thế. Nhóm Y này, nhóm Y là học kết thúc những gì đã bắt đầu. Học kết thúc những gì đã bắt đầu. Cái này quan trọng các bạn. Đội nhóm Y năng lượng lắm, bốc đồng lắm. Thích phát là đăng ký một quả thẻ tập gym, tập yoga mấy chục triệu, không tập được 3 buổi nghỉ. Rất là thích một công việc mới, rất là thích một môi trường mới. Vào làm vài hôm, anh ơi em không hợp, nghỉ. Rất là thích để theo đuổi những cái mục tiêu, ví dụ như là làm đẹp, tập luyện mà không hài lòng, không có động lực, nghỉ, lười, nghỉ. Thì đấy các bạn nhớ là phải kết thúc những gì đã bắt đầu. Cái tiếp theo đấy là học quản lý thời gian, học về quản lý thời gian. Cái nhóm này là không có khái niệm quản lý thời gian đúng các bạn, không có một tí nào luôn, không quan tâm thời gian. Giờ bảo là có gì nói nhanh nhanh lên em, chị sắp phải đi rồi. Có 15 phút thôi em trao đổi nhanh em. Xong nói chuyện vui quá là nói chuyện đến 2 tiếng rồi. Nói chuyện từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối luôn. Đấy thì đội nhóm Y là phải học cái cách quản lý thời gian. Tiếp theo là văn bản hóa những gì đã xác lập. Nhiều khi nhóm Y là vui vẻ lên thì hứa với người ta ghê lắm. Nhất là các vị làm sếp. Yên tâm em, mai anh thưởng cho nhá. Em cứ làm em, mai anh thưởng. Mai nhân viên hỏi lại à, sếp ơi thưởng của em đâu bà. Ô qua anh có nói à? Hay quên, nói xong rồi quên. Thì phải học cách văn bản hóa những gì đã xác lập. Rồi cái sửa mình nữa của nhóm Y đấy là tuân thủ kỷ luật, tuân thủ kỷ luật. Chúng ta phải quen với cái việc là người ta đặt ra kỷ luật gì thì mình cứ thế mà làm ấy. Mình phải tuân thủ trước. Thì đội nhóm Y nó hay là có rất là nhiều cái lý do để mà nó không tuân thủ. Ví dụ đến muộn thì bảo là anh ơi em kẹt xe, anh ơi hôm qua em đau bụng, anh ơi hôm qua em tìm không thấy xe của anh đâu, em ơi anh ơi con em ốm. Lúc nào người ta cũng có lý do hết á. Nhưng mà lý do càng nhiều thì càng rỗng túi thôi. Học cách tuân thủ kỷ luật đi thì sẽ lên một level mới. Rồi một cái nữa của nhóm Y đấy là các bạn phải tìm thấy cái đam mê thực sự. Vì sao họ hay nhảy việc? Vì ha sao họ hay thay đổi mục tiêu? Là bởi vì bình thường cái nhóm Y ấy là tâm hồn họ là nhảy nhót suốt ngày, nhảy nhót suốt ngày. Nên là họ không định vị được mình, không biết thực sự mình thích cái gì. Cái gì họ cũng thích nên thành ra họ không biết là mình thích cái gì. Thì phải học cái cách để tìm ra cái gì mà nó là đam mê thực sự. Rồi cái tiếp theo đấy là tập trung vào cái điều quan trọng, tập trung vào điều quan trọng. Quan tâm nhiều quá không biết cái gì là quan trọng đấy, chỉ thích vui thôi, chỗ nào vui thì đến. Để học cách tập trung vào điều quan trọng nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Master Anh Đức. Để không bỏ lỡ những nội dung mới, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.